Xin xin chào anh em đã quay trở lại với dụng cụ 24. Hôm nay là sang lên video này chắc ngày thứ bảy, thì anh em rảnh vào ngày buổi thứ bảy và chủ nhật anh em có thể xem video, và thích cái món nào thì ủng hộ dụng cụ 24. Sang rất là cảm ơn anh em ha. Thì hôm nay Sang giới thiệu với anh em lại cái này. Thật ra thì hôm nay nó hết hàng lâu rồi, hồi trước Tết đặt anh em hỏi thì nó hết hàng, hôm nay Sang về thêm. Nó có hai bộ lục giác và một bộ hoa thị của hãng SK1. Thì cái này là hàng của Nhật nhưng mà nó sản xuất ở Đài Loan, của SK1. SK1 là cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng, anh em biết nhiều, đến ở Việt Nam cũng biết đến nhiều rồi đó. Thì thương hiệu SK11 này á, nó gia công ở Đài Loan thì phù hợp với anh em sử dụng làm nghề á, thì thật ra thì nó cũng không cần quay quá tốt lắm. Nhưng mà đợt tới nè, hiện tại là Sang cũng có mấy cái mũi hoa thị của Vessel nội địa Nhật luôn ha, có từ T8 đến T40. Từng sau nữa sang về T6 nữa, là dường như đủ bộ của một cái bộ Vessel T6 đến T40 luôn. T40 là maximum ha, maximum của hãng. Thì từng sau sang về thêm T6, còn lại là T8, T10, T15, T20 thì có đầy đủ. Ngoài ra thì có lục giác nữa, chuẩn đuôi ngắn anh em có thể sử dụng. Cái khi mà sử dụng chuẩn đuôi ngắn á, cái mũi vít mà chuẩn đuôi ngắn thì chúng ta có thể gắn vào chuẩn đuôi dài được, nhưng mà nếu mà cái mũi vít chuẩn đuôi dài thì anh em không thể gắn vào chuẩn đuôi ngắn được, bởi vì cái ngắn nó nằm ở cái ngắn đó, anh em nếu mà cái máy nó chuẩn đuôi ngắn thì nó bị đội lên, nó không đưa vô ngay trong cái ngắn, dĩ nhiên là cái mũi nó sẽ rớt ra. Còn đối với cái mũi chuẩn đuôi dài thì cái mũi vít đuôi ngắn á, nó có thể đút vô được, nó còn một cái khoảng trống ha, thì chúng ngay trong cái viên bi thì chúng ta có thể sử dụng được bình thường. Nhưng mà riêng đó, nói chung là chuẩn ngắn thì sử dụng được hai máy, nhưng mà chuẩn dài thì chỉ sử dụng được một máy thôi ha. Anh em chú ý cái chỗ này ha, để nhiều khi anh em hỏi chuẩn đuôi ngắn có xài chuẩn đuôi dài được không, hoặc là cái này cũng vậy, mình thấy có anh bình luận hỏi thì cái này là chuẩn đuôi dài thì chúng ta có thể sử dụng mũi ngắn được, mũi dài được, không có quan tâm đến cái chuẩn đuôi nếu mà cầm cái chữ T này ha. Đó. Bây giờ Sang mời anh em lên xem một số cái sản phẩm mà hôm nay Sang giới thiệu của ngày hôm nay. Anh em chốt ngay nếu mà thấy cái giá nó phù hợp và sản phẩm nó thiết yếu với mình ha, mình cần đó, hoặc là nó đẹp gì đó. Nói chung là mỗi người một cái sở thích ha, anh em chốt ngay để em thôi hết hàng thì vẫn có về nhưng mà nó hơi lâu hết anh em. Rồi mời anh em vô trong cái video giới thiệu cận chi tiết hơn các sản phẩm của mình. Rồi Sang bắt đầu giới thiệu với cả nhà, đây là cái bộ lục giác của hãng SK11. Anh em thấy là cái bao bì của hãng SK1 làm cái bộ lục giác này rất là đặc sắc luôn ha, nó làm rất là đẹp, ngay cả những cái mũi vít nó sẽ phân biệt ra màu nè. Đó. Màu là để mà mình nhìn cái kích thước nó dễ hơn khi mình quen mắt rồi. Thì đây là 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, và nó kèm cho mình một cái mũi cộng 2, hai đầu cộng 2. Sang mở ra ha. Đây thì cái này nó sẽ xuất xứ là Đài Loan nha anh em, xuất xứ là Đài Loan đó. Nó chiều dài của nó là 65 ly ha, chuẩn đi chuẩn đuôi dài, nói chung là làm cũng khá là sắc sảo, chất lượng. Cái này thì dĩ nhiên là hàng không có qua bằng hàng xịn rồi, không có qua bằng hàng nội địa Nhật rồi, nhưng mà giá thành nó tốt. Như cái bộ này á, là mã của nó là BS20N, BS20N ha anh em. Thì giá của cái bộ BS20N này là giá của nó là, anh em nhắn cái mã là BS20N ha. Thì cái này là lục giác nha, bộ lục giác thì giá của nó là 265.000 ha. Và nếu như thế này 265.000 anh em mua trong cái video ngày hôm nay thì Sang sẽ khuyến mãi giảm cho cả nhà 15%. 265 giảm 15%, giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển, tức là 10% là nó 26.000, thêm 5% kia nó mười mấy ngàn nữa là nó ra ba mấy ngàn, là cái đó là anh em lời hơn phí vận chuyển nữa ha. Rồi nếu mà anh em mua thêm một cái chữ T thì hôm rồi thì hôm bữa Sang bán cũng được đâu 5 cái rồi đó, thì hôm nay còn đâu 5 cái nữa trong hết đợt, trong đợt này đó. Thì trong cái đợt này á, có những cái sản phẩm mà Sang sẽ ví dụ như là nếu mà hết hàng á, thì anh em nếu mà anh em muốn đặt hàng á, đợi Sang tầm chừng 10 ngày thôi là có hàng, thì nếu mà đặt trước á, thì giá bên dụng cụ 24 sẽ khuyến mãi cho anh em giảm giá ha, lấy sát giá luôn đó, anh em chỉ cần đợi hàng về, hoặc là nếu mà khách hàng mới mình đặt cọc á, đặt cọc là sẽ có hàng cho anh em luôn ha, 10 ngày ha. Đó, rất là dễ. Hiện tại có một số mặt hàng, ví dụ Sang giới thiệu ở video này, nhiều khi anh em lại hỏi không có hàng, tại vì mình giới thiệu qua đợt, anh em mua rồi á, là bên mình sẽ qua tour, và nếu mà có đợt hàng thì nhập tiếp, hoặc là nhập cái những sản phẩm khác giới thiệu tiếp, chứ không có để kho nhiều hết anh em. Thì đây là cái chỉ cần chữ T nó có thể sử dụng, mình gắn vô trong cái này được luôn nè.
gắn vô đây để mình thao tác, ví dụ như mình vặn lục giác đó. Cái chữ T này á, là nó chuẩn đuôi ngắn đuôi dài gì đều được hết anh em đó, thấy không? Nè, sử dụng im vô cùng luôn anh em đó chưa. Thì cái chữ T là 440, nếu mà anh em mua chung với cái bộ này luôn, mua combo này luôn chung đợt thì cái này Sang sẽ khuyến mãi thêm 40.000, giảm thêm 40.000 cho anh em nữa, tức là sẽ cái này là giảm 15% rồi, và đồng thời là giảm thêm cái cần này nếu mà mua chung một cái combo ha, trong cái video của ngày hôm nay thứ bảy và chủ nhật ha, thứ bảy chủ nhật của ngày 18 tây, hôm nay là ngày 18 và 19 tây ha, thì Sang sẽ giảm thêm 40.000 cho anh em cái này, 40.000 thêm cái đó nha, giảm thêm cái đó đó, tức là nó là 440 nếu anh em mua lẻ nha, nếu mua riêng cái này không là 440 hả, mã của nó là 7150 này cả nhà, 7150, giá của nó là 440 nha, hãng Sunlas nội địa Nhật, gắn cái chữ cái mũi lục giác Sony 35 vô đây để mình sử dụng á. Còn cái mã này là BS20N, BS20N ha, BS20N. Rồi, còn này là BS22N. BS22N là nó bộ hoa thị, hoa thị thì hoa thị này anh em sử dụng cũng nhiều nè. T sử dụng sữa, nói chung là điện lạnh cũng có mà máy giặt cũng có. Rồi cửa kính đồ các thứ nó cũng có những cái lục giác, mũi lục giác như thế này. Và cái này là người ta đóng gói thành một cái combo như thế này, là tức là anh em sử dụng nhiều người ta tích mới đưa vô đây. Tức là người ta không làm dài hơn mà cũng không có ngắn hơn. Cái size 65 á là sử dụng nhiều, hoặc là size 100 rồi nó hay sử dụng nhiều lắm. Thì cái này là giá 250.000 vẫn không đổi, 250.000, và nếu mà anh em mua trong ngày hôm nay 18 và 19 tháng 2 2023 ha, 2 ngày đó, anh em chốt đơn thì giảm 15%, giảm 15% cho cả nhà. Giá của bộ này là 250.000, mã đặt hàng của nó là BS22N, giảm 15% hay anh em. Tức là 10% là giảm 25.000 rồi, thêm 5% nữa thôi, giờ nhân thử nè. Giảm 15% là chúng ta sẽ còn được là có 213.000 thôi ha, 213.000. Đó là cái bộ hai bộ hoa thị, một bộ hoa thị bộ lục giác, bộ hoa thị ha, T8, T10, T15, T20, đó, T27, T30, T40. Làm như hơi tối chút xíu anh em, để anh em đợi mình cho nó sáng lên tí xíu. Ok. Rồi. Hôm trước thì anh em có hỏi sang cái lưỡi cưa của hãng Bakuma. Thì đợt này thì Sang về ít nhưng mà đợt sau Sang về nhiều lắm, cho nên em đợt sau mình mua thoải mái. Đợt này về có mấy cái thôi, và đợt sau với đợt này thì đều giá giống nhau hết ha, giá giống nhau hết. Cái lưỡi này là 210mm, 210. Đợt này là về 210 trước, 210mm. Thì cái lưỡi Bakuma này chúng ta có thể gắn được cho các loại cưa nè, cưa mà Sang đang bán nha. Thí dụ như cưa ARS hôm trước á, có bán đó thì cái cán nó gắn cũng được nè, cán ARS mà BM ấy nha, cái mã BM24L đó. Rồi Isinuko gắn được nè. Rồi Silky gắn được nè. Đó, dĩ nhiên là Bakuma là gắn được rồi. Ý nó là những cái lưỡi cưa khác. Rồi ngoài ra thì có loại của top gì đó, của top của hàng Đài Loan Trung Quốc gì đó ha, thì cũng có thể gắn được, cũng có thể gắn được luôn ha. Đó, nó chung một cái vị trí, cái lỗ này nó chung một vị trí ha. Chúng ta có thể gắn được, sử dụng được bình thường. Thì lưỡi này 210, độ dày và cái bước răng nó đều giống như của thằng Silky cả nhà ha. Nói chung là cái này là chất lượng nó tương đương, nó chỉ có khác ở cái phần cán. Cái cán nó công nhận là nó sẽ không có bằng Silky. Cái cán Silky nếu mà chấm 10 điểm thì cái cán của Bakuma nó chỉ khoảng chừng 8 điểm thôi. Nhưng mà nó được cái là nó cán cao su luôn nha. Cán cao su, cầm nó đầm tay êm tay. Cái lưỡi này 210. Kích thước nó là 210, và giá của cái lưỡi này đó là cả nhà nhắn dùm Sang cái lưỡi cưa 210 là 290.000. 290.000. Thì anh em mua cái này hôm nay, anh em mà có những cái cán cưa của Isinuko nè, Isinuko Sang bán ra nhiều lắm rồi. Anh em nào nếu mà xài cái lưỡi mà nó xét á, lưỡi Bakuma mà nó xét á, thì mình sử dụng cái lưỡi này nè anh em ha. Lưỡi này thì nó có mạ một lớp rơm cứng dày đó, thì chúng ta sẽ yên tâm về cái vấn đề là reset ha. Đó, nó dày cứng nữa, và cái lưỡi này nó dày nữa, dĩ nhiên là nó sẽ hơn cái lưỡi Bakuma rồi, hơn cái lưỡi Isinuko rồi, mà chúng ta gắn được luôn thì mua cái lưỡi này ha. Rồi thì cái này là giá của nó là 290.000 nha anh em, 290. Dĩ nhiên là chuyển khoản sang series ship, còn ship code thì anh em tự gửi phí ship. Đó. Thì đợt này Sang về có mấy cái thôi, nếu mà anh em chốt hết thì đợi hẹn anh em đợt sau. Đợt sau thì tầm khoảng tháng 4 ha. Hiện tại là cưa 210 của Bakuma hết hàng, chưa về kịp. Rồi đó là mũi vít nè. Hôm nay Sang có về thêm hai cái mũi bắn ton nữa cả nhà. Hai cái mũi bắn ton này nó đều giống kích thước nhau, 8 ly hết. Đều là 8 ly nha. Đây, đều là 8 ly hết nè. 8 ly hết. Nhưng mà nó có khác nhau đó là cái bên màu đen này, nó có cái màu đen này anh em thấy không? Để Sang khui ra.
thì nó là cái loại mà nó không có tự tính, còn cái bên tay phải là có tự tính. Đây thì cái mũi này sang khui ra là nếu mà cái anh em nào ấy thì sang để vô bình thường ha, anh em chỉ cần về bóc ra xài thôi, cái này là mũi chưa sử dụng hoàn toàn. Đây để sang lấy cái con vít đó, để sang diễn tả. Đây anh em ha, 8 ly nè, 8 ly một trong những cái đầu phổ thông nhất đó nè, nó không có cái độ gỡ lắc đâu nghe, nó cứ ngắt luôn nè, thấy không đó, ngắt luôn. Đây hôm trước mình có bán một mũi cho một anh ở anh mua trên Shopee rồi, cái hổng gài mà lúc đó mình đem ra mình xài mình mới thấy đúng là không có, nhiều khi có một cái mũi vít nó không có nhiều tiền hết mà làm như vậy nó hơi kỳ. Tức là cái mũi vít này không biết ông sao ông về ông khử khử cái này ra của người ta, khử ra của người ta cái nó bị hư cái chốt này nó giữ nè, bởi ông nói sao gắn vô mà nó bị gơ, làm sao gơ được, gắn vô nó khích gịch luôn á, nó không gịch khích gịch nó cứ ngắt luôn nè hả. Thì hôm bữa ông đem ra mới thấy nó bị nại nại cái vòng bi này, hư cái vòng bi này nè, hư cái viên bi này nè, bởi vì rồi xong cái nó là do đổ thừa do cái con vít. Rồi thì cái này nó mạ một lớp màu vàng nè, sản xuất tại Nhật luôn hết anh em, Vessel. Cái này nó không có cái dòng đen này là không có tự tính nha, mà nó sử dụng chèn bằng một cái viên bi, cái viên bi hả. Đây ha, chuẩn đuôi dài, chuẩn đuôi dài. Thì cái này là giá của cái đầu bắn ton, anh em nhắn giùm sang cái đầu bắn ton 0500. 0500 là nó có cái vòng bi này ha. 0500 là giá của nó là 110.000, 110.000 một mũi của hãng Vessel ha. In giữ Vessel này nè. Rồi, còn mũi này mắc hơn. Mũi này là cái mũi có 500 ở đây. Có 500 đây nè. Sang khỏi khui ra ha. Nó phân biệt nhau là cái vòng ở đây. Và anh em sẽ nhìn thấy rõ luôn là có cái vòng 500 đây nè. Đó. Thì cái mũi này cũng là 8 ly luôn và giá của cái mũi này là 150.000. Mắc hơn cái vòng này ha. Mắc hơn cái vòng này. Thì này là 150.000. Anh em nhắn cái mũi bắn ton là có 500. Đó, có 500 thì giá của cái này là 150.000, giá chưa có phí vận chuyển ha, chưa phí ship. Đó. Hôm nay sang về một ít cái mũi, một ít cái hộp dao gọt giấy. Đó. Về tạm thôi chứ cũng chưa có về kịp nữa. Thì ở đây là lưỡi cây dao của nó và lưỡi của nó nè ha, dao nó nè. Dao rất là xịn ha. Cái loại này lưỡi này là lưỡi nó xéo nghiêng một góc 30 độ nha anh em. Nó khác cái một, nó có hai loại à. Một loại nó sẽ nghiêng hơi thôi, còn là nghiêng xéo thì tức là nghiêng xéo là cái mũi của nó sẽ rất là nhọn. Cái này mình không khui ra tại vì cái này là để nguyên si cho anh em xem á. À, nghiêng xéo này mình nhìn thấy cũng rất là dễ thấy mà. À, vỏ của nó bằng inox luôn. À, vỏ thép thép con rỉ luôn ha. À, thì mình làm cái này ứng dụng nhiều công việc. À, muốn làm cái gì mình làm alu thủ công rồi ghép cây ghép cảnh gì đó thì cũng được ha. Thì cái này cái dao này á, giá của nó là 140 hết anh em. Và giá khuyến mãi cho cả nhà nè. Và giá khuyến mãi cho cả ở 143.000, 143.000 giá khuyến mãi cho cả nhà là 100.000. 100.000 và áp dụng cho ngày 18 đến 19 tây tháng 2 2023 ha. 100.000 anh em nhắn cái mã là 141B. 141B ha, một cây 100.000 chưa phí ship. Còn cái này nè là một cái hộp của nó sẽ có 10 lưỡi. Một hộp của nó 10 lưỡi. Đó. Mã thay thế của nó thì cái này sang bán hộp, một hộp 10 lưỡi là 110.000. 110.000 một hộp nha anh em. Mã của nó là SB141. Cây dao lưu ý là cây dao là 141B. Cái lưỡi thai là SB141 ha, SB141 để tránh nhầm lẫn nha. Đó. Rồi, tiếp tục á làm cái dao rồi thì tới cặp kìm, ba cây kìm bấm chết sẽ giới thiệu lại của hãng Tribis. Nhưng mà đợt này anh em đặt chưa có, chưa chắc gì có hàng ha. Hiện tại sang chỉ có hai cây của 200 t thôi, còn lại là phải chờ cũng hơi lâu mấy tuần nữa mới có 200 t. Đây là cái 200 t thì có hai cây, nhưng mà cái thằng kìm này nè, cái bao bì nó đóng, nó dở nó bể thì anh em cũng thông cảm nha, bao bì nó bể bên ngoài không sao hết, miễn là cái kìm này nguyên si mới 100% không có gì hết. Dập chữ made in Japan đây nè, cái này sang giới thiệu nhiều rồi thì chắc cũng không giới thiệu chi tiết hơn nữa ha. Cái độ sắc sảo thì quá hoàn hảo, anh em xem cái món hàng nè, không gơ lắc luôn, không có gơ một tí xíu nào luôn nè. Cái má này mà nó cứng như này là anh em thấy
thường là mình những cái kìm khác dù anh em mua, ví dụ cái kìm tại tại ba trăm mấy nó cũng ba trăm mấy nó cũng hơi gơ, nhưng mà kìm này nè nó cố định một chỗ, chúng ta có thể mở những ốc. Thì cái kìm 200T này á, kích thước của nó là 200 mm chiều dài và nó mở tối đa được là M8 đó nè, M8 tức là cái thân của vít á, thân của vít 18 là cái đầu vít là thường là nó sẽ 13 ly nè, M8 thường là đầu nó sẽ 13. Cái cách mà anh em chọn vít nó cũng đơn giản lắm, hôm nay Sơn làm cái video để mình dễ nhớ. Thí dụ như bây giờ mà 8 nè, 8 ly ha, thì chúng ta nhân cho 1.7 là nó 13.6, là chúng ta sẽ mua cái cờ lê 13 đó. Thí dụ như con ốc M5 đi, M5 5 ly thì chúng ta nhân 1.7 nè là mua cái cờ lê 8, cờ lê 8 mình ta vặn được ha, cờ lê 8 là vặn được, nó như vậy đó, nó tương đương vậy đó. Cái mẹo mình dễ để mà mua cái cờ lê á, thí dụ nó ốc 10 ly, ốc 10 ly đi thì cờ lê là cờ lê 17 là chẳng hạn gì đó, rồi ốc 8 ly là cờ lê 13 ha. Rồi tiếp tục là cái này ha, nó lại cái này 200T, kích thước là chiều dài là 200, cực kỳ xịn sò. Thì cây này á, là 810, nay giá của nó hôm nay là 690.000, 690.000 ha, giá chưa phí vận chuyển. Anh em chốt thì nhắn cái mã là DS 200T. Còn cái này là 165T, 165T tức là chiều dài nó 165. Cái kìm này nó lợi hại cái chỗ là cái mỏ nó gọn lại anh em. Nó gọn lại thì nó gọn như này nè. Đút trong những cái lỗ. Bấm một cái ha là nó cứng ngắc luôn, không xê dịch được, mình vặn ra ha. À, cho những cái chị những ốc mà nó bị te đầu, nó dập chữ bên đây luôn nè. À, kích thước của nó là 165, anh em thấy nè, cái kìm nhọn là một trong những cái kìm gơ nhất, cái kìm bóng chết nha. Nhưng mà cái kìm này nè, cái độ gơ nó cực thấp luôn. Nè, lắc thử nè. À, nó hay cái chỗ đó đó, cái mẫu này nó hay chỗ đó đó. Thì cái cây 165T này là 780 và hôm nay giá của nó là 625. Anh em chốt thì chốt ngay cái hôm nay từ ngày 18 đến 19 tây tháng 2 nha. 625.000. Còn cái này thì nó mở tối đa là M6 nha em, M6 ốc đây nè, M6 cái đầu nhọn của nó là tối đa là, để xem coi cái đầu nhọn của nó tối đa là M4 ở chỗ này đó. M4 tương đương với con ốc là cái đầu ốc của nó là coi 4 lần 1 là 4, không 4 7 28 ốc 7 ly, cái đầu ốc ốc 6 hoặc ốc 7, cái đầu con tán trên đó ha. Thì cái này kích thước 165 nè, và giá của cái này là hôm nay anh em mua là 780, giảm khuyến mãi 625.000, 625.000 ha. À, giá chưa phí vận chuyển ha. À, chuyển khoản thì sang receipt, chuyển khoản rồi receipt. Kế đến là cái kiềm 130T. 130T này thì thông số nó y chang như cây 165, nhưng mà cái mỏ nó sẽ tù hơn. À, cái mỏ 165 thì nó dài ra thì mình đúc cho nó kẹt hơn, còn này nó gọn hơn, nó ngắn hơn. 130 tức là cái chiều dài nó chỉ còn 130 thôi. À, giá của cái kiềm này là 615 và anh em hôm nay mua cái kìm 130T này chỉ có giá khuyến mãi chỉ có 492.000 thôi. 492.000 ha, mã là 130T, đấy 130T. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển, chuyển khoản thì sang receipt ha cả nhà. Receipt. À, lâu rồi không giới thiệu với cả nhà lại cái thước BRT 19. À, đây là cái thước người ta gọi là cái thước dưỡng đo gốc. Cái này thì cái độ sai số của nó là 1 độ nha cả nhà. Đây nè. Ở trên hệ trên bao bì người ta cũng có để là 1 độ đàng hoàng. Nhiều khi anh em về anh em ướm vô á, nó lệch nó tí xíu đó, là tức là nó lệch 1 độ đó, là mình cự cự hạ cự lại thì không đúng, tại vì nó có để thông số là lệch 1 độ. Cái loại này á, anh em nghĩ nó chỉ có 200 mấy chục ngàn một cây thôi. Ngay cái này là vạch khắc nha, vạch khắc nó không có bị phai mờ, nó không bị phai. À, thì nó cái độ chính xác nó tương đối thôi chứ nó không có phải là tuyệt đối 100% như cái thước mà mấy triệu bạc đâu ha. Cái này á, thì à, cái chiều dài từ đây tới đây nè, khúc này nè là một 10 cm là 100 mm đó. Đây nè, tới đây nha. Khúc này nữa là ra khoảng 150 đó. Dùng để mình dưỡng mình đo lấy góc. Ốm vô cái kia vô một cái góc nào đó, mình muốn cắt bên kia thì mình phá này lại. Đó, phá lại ha. Phá lại xong rồi là ốm qua bên chỗ khác cắt y chang vậy ha. Đó, thì cái đó gọi là dưỡng đo ren, dưỡng cử đo ren chẳng hạn. Nè. Vạch khắc making nha. Đây. Made in Japan nè. Cái này thì giá của nó là 215.000 cả nhà, 215.000 ha. BRT. Đó, 215.000 nha. À, giá này là giá chưa có phí vận chuyển, chuyển khoản thì sang receipt 215.000.
Rồi, Sang giới thiệu lại với cả nhà hai cái kéo. Cái kéo cành hiện tại thì có anh em hỏi là kéo Onitsu còn cái loại nào, thì bây giờ chỉ còn có loại tay trái, loại này và một loại cán đúc, chỉ có 3 mẫu thôi. Cái mẫu kia là vàng hết trơn luôn, bây giờ đang đặt mà chờ nó hơi lâu. Còn cái này thì lưỡi thép 7 lớp đặt, 7 lớp thép ha, hoa văn Damascus. Cái này là thương hiệu Onitsu đóng đây nè. Cán là hợp kim nhôm, hợp kim nhôm ha, cán hợp kim nhôm. Nó làm lỗ lỗ này để mình cắt ra nó chống trượt. Rất là sắc bén. Cái này thì nó nhẹ, nếu anh em phù hợp cho anh em là thích nhẹ. Đó. Cán của nó hợp kim mà, hợp kim nhôm mà, nó nhẹ hơn cái cán thép. Cán thép thì nó cầm cảm giác cho mình nó đầm tay. Còn cái này là nhẹ, nhẹ cầm nó đỡ mỏi tay. Nhưng mà có những anh em, có một vài anh em thì không thích cán nhẹ. Quen với cái việc cầm cái cán nặng rồi, cầm lên cái này nó cảm giác nó giống như là nó sao sao đó. Nhưng mà có người thì cầm cái cán này nó lại thích. Đó. Cầm cán nặng mỗi tay đó, thì tùy theo anh em, mỗi mỗi người một sở thích ha. Kích thước 200 ml. Cây này thì chất lượng so với nói về lưỡi nha, sang nơi đang nói về lưỡi thì so với cái dòng mà Ocasin mà trắng đỏ đó thì cái lưỡi này nó không qua cái lưỡi này đâu ha. Cái này sang bán 1.045.000, giá khuyến mãi trong cái video của ngày hôm nay từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 2 thì sẽ có khuyến mãi cho cả nhà là còn 850.000 và reship cho cả nhà. Chốt ngay cái mã là cả nhà nhắn sang cái kéo Onitsu nhiều lớp ha, Onitsu nhiều lớp đó, 850.000 reship. Còn cái cây này, cây này thì là cái kéo tỉa, kéo tỉa đây đó. Cả nhà nhìn cận cảnh là nó rất là đẹp luôn. Nói chung là cái này nó làm lưỡi rất là bén. Kéo tỉa chúng ta dùng để cắt những cái phôi ở những cái chi ha, nhánh lá rồi đó, hoặc là ít nhất là mình cắt những cái nhánh mà nó tầm khoảng 6 ly đổ lại này rất là ngon ha. Made in Japan. Tỉa bông, tỉa hoa, thu hoạch đồ các thứ. Cái này là dập chữ Made in Japan chìm luôn nè, mẫu này dập chìm luôn nè. Xài em kéo vô đây. Cái lò xo này anh em yên tâm là đợt tới là sẽ có nhập lò xo để thay thế ha, để thay thế. Cho nên là sẽ dập tới là có bán lò xo này. Đó. Có bán lò xo, cái lò xo này nữa nè. Nên là thường là kéo nó sẽ hư, là hư cái lò xo nó gãy, nhưng mà đợt tới có bán, có về đầy đủ nha. Cây này là 770 và hôm nay sang khuyến mãi là 620 và reship luôn 620.000 nha cả nhà. Cả nhà đặt hàng thì nhắn giùm sang kéo tỉa Onitsu cán nhôm. À, kéo tỉa Onitsu cán nhôm. À, cán nhôm ha. Rất là đẹp, xịn sò. Cái chiều dài của nó nè. Chiều dài của nó là 21 cm. 21 cm ha. Đó. 21 cm. Rồi, cái nhà nhắn giùm sang nha. À, và giá khuyến mãi là 620 reship cho cả nhà. Đó. 620. Hôm nay thì tóm gọn lại thì có một vài sản phẩm như thế sang giới thiệu với cả nhà. Cả nhà đặt hàng thì gọi điện trực tiếp ha. Và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Sang rất cảm ơn em ha. Mọi cái thông tin chi tiết nào cần tìm hiểu thêm thì cứ nhắn vào Zalo 0933 119 666 ngay ở phía góc trái màn hình của Sang. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.